Hello cả nhà, chào cả nhà đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ ăn hộp vịt lộn nha cả nhà. Ăn 30 trứng nha. Giờ mình sẽ lấy hộp vịt này mình đi chà rửa cho sạch rồi mình đổ vô mình luộc với nước dừa nha cả nhà. Thì nãy giờ mình ấy rồi cả nhà. Giờ mình sẽ đem vô mình bỏ lên chảo mình đổ nước dừa dần luộc. Chảo rồi. Thì các bạn ơi, nãy giờ hộp vịt của mình luộc nước dừa nó chưa khô rồi, nó chín nè các bạn. Đây nè, ngất luôn rồi. Giờ mình sẽ nhắc ra mình ăn thôi các bạn ơi. À giờ nãy giờ mình làm hộp vịt luộc nước dừa, vịt lộn luộc nước dừa xong cái nhà. Giờ mình mời cái nhà với mình nha. Mình sẽ nặn chanh vô, muối ớt chanh nha cả nhà.
mình sẽ uống với coca cả nhà. Xác xỉ coca. Mời cả nhà ăn mình nha. Hộp thịt này nó ấp mời. Rồi vậy đi. Mời cả nhà ăn với mình nha. Hộp vịt ấp mề cả nhà. Đó. Ngon quá nhà, béo. Cái này có gần 30 trứng, cái nhà mình để mình ăn thử được bao nhiêu trứng cả nhà. Chứ mình không có chắc là ăn hết á. Đó. Béo. Hộp vịt ấp mề nha. Vịt này ấp mề ăn, ăn đỡ ngát rồi. Nóng nó gỡ mắt luôn. Ngon.
ăn cái dưa lê con đợt ngắn. Bảo béo quá.